Đêm nay nghe tiếng mưa làm con đứng lỡ, tôi thân con khờ lo đói biết nhờ ai. Chào cô. Vâng đúng rồi, loa đây ạ. À đây được, chuẩn rồi. Cháu chỉ sợ long đầm thôi. Cháu chào chú. Cháu chào chú ạ. Lên. Phải lên nó có đà. Bên này mà không lôi được thì lấy thế nào được vợ? Theo dõi lâu lâu rồi. Vâng. Cho vào trong này. Vào trong. Chú cho cháu mượn cái ổ cắm. Cho lên đây, khênh lên đây. Khênh được không? Khênh được. Cho lên hè luôn. Khênh được. Thôi chú để cháu. Lên nha em nhá. Nào. 70 cân à? Hay là 53 cân nhỉ? Con này thì nó ít mà chú, nó 92 cân thôi. 92 cân à? Vâng. Bằng 2 bao xi ý. Bảo lâu lắm không chơi hàng này. Trước là chứng tỏ là chú ngày xưa chú cũng chui loa rồi đúng không? Từ thanh niên. À, chơi từ lúc thanh niên. Là đam mê. Giờ bắt đầu có tuổi về. Có tuổi bây giờ thấy quay lại chơi lại. Chú cho cháu mượn một cái ổ cắm với. Đây, ổ cắm đây. Có tới đây không? Nhà mình đang ăn cơm hả chú? Đang ăn cơm, vừa ăn vừa đợi anh em. Ôi trời ơi. Biết là anh em chưa ăn. Không, cháu trêu thôi, còn nhà mình việc ăn vẫn cứ phải ăn đấy chứ. Đợi chúng cháu làm gì, chúng cháu đi trên đường đôi khi nó. Nhưng mà đi thế là hơi lâu. Vâng. Lúc bảo ở Sóc Sơn là đi từ đấy lên đây như là bị quá lâu. Kiếm luôn cả tiền kênh YouTube. Dính bản quyền chú ạ, không kiếm được. Bài hát nó có bản quyền hết. Gần như 100% là có bản quyền hết. Thế trước khi mà quyết định mua cái loa này thì chú có phân vân với cái loa nào khác không? Cũng có, xem nhiều nhưng mà xem mấy cái chục triệu với mấy cái kia thì mình không... Không ưng hả chú? Không ưng thì... Các bạn là... Không nghe biết. Vâng. Các bạn chú đã từng chơi âm thanh rồi ấy. Mình nghe cái chất âm của nó thì... Mình muốn nó... Khi đã từng nghe ở cái tầm cỡ đấy mình muốn nó hơn nữa cơ. Bởi vì là cái công nghệ của những cái con đấy với con này đúng nó rồi, khác nhau hoàn toàn. Khác nhau. Một con chạy điện bình 12V, một con chạy 220 là nó đã khác rất nhiều rồi. Cái này nó ăn thẳng điện, không có bình đúng không? Vâng. Có nghe rồi nhưng mà... Cứ hỏi thế. Không, nó cũng chả thừa đâu chú ạ. Thực ra chú đấu bình thì vẫn dùng được. Thế nhưng mà nó công suất nó rất là lớn cho nên là bình nó sẽ không chịu đâu. Rồi bình nó không chịu được. Chú mua này là mua để thỉnh thoảng cả gia đình với cả công nhân hát hò hay là mua cho cô riêng cho cô hát thôi. Ai hát thì hát. Ông cháu cứ phải hỏi cặn kẽ không? Chỉ thoảng uống rượu riết hoặc anh em thích. Vâng. Anh từ nay đi mà chú mua cái loa này rồi ấy thì mỗi một cái lần mà uống rượu xong ấy là quán hát là nó sẽ không kiếm được tiền chú nữa rồi. Chú xem cái hình thức nó có giống như là chú xem quảng cáo không? Nó thế. Vâng. Không cho phải hỏi vậy vì chỉ sợ là anh em cháu hôm qua cũng có chít men nó sự đóng nhầm cái loa khác của chú ấy. Đó. Tống cho cái xịn hơn thì coi như hết lương ấy. To nhỏ đâu nhỉ? Đây chú nhá. Đấy. Mua xích. Vâng. Cái này là mic này, cái này là nhạc này, cái này là vang nhạy này. Đọc vào đây là biết rồi. Đấy. Vâng. Chú còn lăn tăn cái gì nó không để cháu hỗ trợ cháu giải thích thêm cho chú. Không lăn tăn kèm chú phải hát cơ, chú phải hát chú đúng rồi. Cảm nhận được. Chú chả hát thành ra bây giờ mình nói nó cũng khó phải không? cũng là tìm hiểu kỹ rồi. Nghe mấy anh em nói suốt rồi. Đâu nhiều khi trong nghe một thấy cái gì mình trải nghiệm thực tế thì mình sẽ có cái đánh giá nó khách quan hơn. Còn quảng cáo thì ai chỉ quảng cáo hay rồi chú. Cơ bản cũng phải xem từ cửa hàng ở dưới đấy, giới thiệu từ cửa hàng trở đi. Xem có đủ uy tín, chất lượng hay không. Nó phải từ cửa hàng chứ. Có nghĩa nó sẽ có câu chuyện nó sẽ được sâu chuỗi phải không chú? Đúng rồi. Từ A đến Z đấy. Phải quay cả cửa hàng các thứ lên mình. Đấy chú xem cả những cái video cửa hàng rồi đấy. Xem nó đúng cơ sở hay không hay là một cái cơ sở ma vậy. Đúng địa chỉ này, đúng cửa hàng này, đúng người này, đúng sản phẩm này. Nhưng mỗi cái xe kia là mới mua nó chưa đúng cả. Xe đấy xe khác à? Nó vừa mua thêm á. Cháu mới lấy thêm. Chắc nhà... con xe màu màu trắng ạ. Trắng đúng không? Một con màu trắng, một con thì màu xám. Hai con xe này giao chưa đủ nữa, phải mua thêm. Đi, thôi mời anh em vào ngồi đi. Quay thế là được rồi. Quảng cáo thế là lên YouTube thế là người ta biết hết rồi. Công việc của mỗi người nó khác nhau ạ. Cái việc quay cứ quay kể cả là dù có như thế nào vẫn cứ phải quay. Vâng. Ngoài thì cứ mời đúng không? Đúng rồi. Ngoài thì không được ăn rồi. Chú để nó du dưa này, để ngồi đây này, để xem cái thời gian này nhỉ? Để xem cái độ bền đến đâu nhỉ? Không sợ đến lúc ra xong đi về luôn mà. À bọn này chắc là nó giao cho mình để đi về cũng sợ hỏng nhỉ? Đường dài mới biết ngựa hay. Anh hiểu mà, anh biết rồi. Thế chắc là chú cũng đợi bọn cháu từ sáng đúng không?
Ừ, hôm nay nhà hôm qua hẹn với chú là sáng giao nhưng mà mưa sáng... gió rỗi rãi thịt con lợn. Buổi sáng ở công ty cũng hơi nhiều việc đâm ra là đi hơi muộn. Hôm qua là lúc mà chú gọi ấy, là cháu đúng vừa đáp xe, vừa đi xe là ba anh em vừa ở Thanh Hóa về đấy. Thì bắt đầu cháu lấy điện thoại cháu nghe chú đấy. Vào tận Thanh Hóa hả? À. Vâng, ủa cháu đi khắp mà, quan trọng là do khách hàng. Đúng rồi. Vâng, khách hàng thứ nhất là phục vụ dùng đũa đi. Vâng. Vâng. Phục vụ hết cỡ thôi. Cái bây giờ làm nghề phục vụ thế mà chú. Đúng rồi. Mình bán là hàng sản phẩm tốt đã vậy nhưng mà cái trách nhiệm và cái phục vụ của mình. Anh em ăn. Ăn vâng, kệ cho em mời anh Tú nhé. Tú à? Thế này anh em ở Hà Đông à? Vâng ạ, ở chỗ đấy là quận Nam Từ Liêm. Nó là Nam Từ Liêm nhưng mà nó giáp với Hà Đông. Giáp với Hà Đông, thế vâng. Nó là Nam Từ Liêm. Đứng đấy được nhá, thử nhá, làm nhá. Con mắt là mặt đồng cân ấy, con lợn nó béo thì lòng nó ngon. Nhìn mắt là biết được tuổi luôn. Cùng mùa vui ngoài hiên, chơi trò chơi trốn tìm, em hồn nhiên tóc mềm. Ta còn thuyền giấy trôi lênh đênh cuối sông, còn đâu ngày ấy thơ ngây em má hồng. Cách chờ nhìn trùng pháo đỏ rượu hồng lay đưa em bước theo chồng. Bạn này cho tặng cô nhá, chúc cho cô lúc nào cũng phải tươi trẻ vui vẻ hơn nhá. Đời anh sẽ đẹp vì có em, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm, biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ấm ơn. Không còn những chiều bâng khuâng. Cái bài này nó rất tình cảm, nó gọn, nó giống như tình cảm của chú Cường dành cho cô đấy. Có hay không cô? Thôi cháu chỉ nhận 50% thôi. Nhưng mà vừa rồi là chú ra kia là chú để nghe xem cái tiếng loa nó có khác bên trong không? Thế chú nghe chú cảm nhận thế nào? Chú vừa ra chú trước cho loa chú nghe đấy. Thì đằng này nó đằng sau. Chính xác luôn. Sau chét trước nó sẽ không có, nó đẩy. Đúng rồi, chính xác. Đằng sau là chỉ nghe tiếng ồm. Mình chỉ nghe tiếng ù của bát thôi, còn chét nó không vào trong này được. À, nếu mà khi mà chú ra đấy chú nghe thì chú cảm thấy thế nào? Nó có được đến 2-3 điểm không chú? Mình nói thế thôi. Thôi cứ cho được điểm 10. Ra ngoài chú cảm nhận rồi. Thôi, điểm 10. Cho lấy được 9 đấy cô ạ. Còn một điểm để không được nhá, cái này không lấy nhá, để anh mời riêng cô nhá. Cháu mời cô nhá. Vâng. Cháu cảm ơn cô. Không nhưng mà với như cô chú này anh cũng vừa chia sẻ ấy, thì thực ra như thế là cũng rất là tuyệt vời, bởi vì cô chú là không biết là tiền nhiều đến đâu. Đấy thế nhưng ngược lại là cái đời sống tinh thần, đặc biệt là quan hệ vợ chồng cũng rất là yêu thương nhau đấy, xong thì cái đời sống biết có nhận lạc quan lúc nào thế. Nó lạc quan yêu đời, làm cho đời nó thêm tươi vui mà. Thế mới bảo là thuận vợ thuận chồng thì biển đông tát cũng phải cạn. Mặc dù là không bao giờ cạn nhưng mà mình cứ nói thế đi. Do lấp biển được cơ mà, phải không? Lo gì? Thôi nhưng mà anh thì nếu như mà ở gần thế nào cũng bén duyên với chú Cường ở cái chỗ là có nghĩa là mình yêu thương vợ và gia đình. Biết đâu tới đây vài bữa nữa anh lại mua một con loa về tặng vợ thì làm thế nào? Thế là cũng là sánh gần bằng chú Cường rồi đấy. Người mỗi nghề, như cô chú một cách làm ăn khác nhau, các chú cũng là một cách, các cháu đây cũng là một cách làm ăn kinh doanh. Vâng. Thế nhưng mà mình làm nó phải có một cái uy tín, cái thương hiệu, uy tín của thương hiệu để mà sau này người ta, cũng thể là chú mua, cô chú mua sau này rồi cũng thể là còn nhiều những người hát nữa còn để mà giới thiệu cho công ty của mình chẳng hạn, đúng không? Vâng. Đấy là... Có nghĩa là mình làm gì thì làm nhưng mà cái lợi ích của khách hàng là phải đảm bảo. Ở đây thì chưa ai dám mua những cái loại này. Đúng rồi chú. Bởi vì thực ra thì nếu mà loa karaoke, loa dàn của chú này thì mấy chục triệu nó là bình thường. Thế nhưng mà loa kéo mà hơn 20 triệu thì nó để là mà mua một cái loa 20 triệu dân nông thôn không phải kể cả thành thị cũng phải đắn đo chán. Đúng rồi. Tại chính xác khoản phải bỏ mấy chục triệu ra để mua về mấy tháng lương ấy chứ. Cũng đau đầu đấy, xong thì công tác tư tưởng với cả vợ cả con chứ có phải không đâu. Nói thế thôi, anh em mình chưa có gia đình thì mình nghĩ nó đơn giản. Nhưng mà có gia đình nó là nhiều thứ chi tiêu lắm. Ôi thì cái bộ kia của chú Cường là còn hát được nữa không nhỉ? Bộ đấy chú mua từ năm 2009. Để giờ chỉ cho nó đẹp mấy năm rồi. Để trang trí bằng chú. Không, từ năm 2000 đến năm 2009 là thay mấy bộ liền. Nhưng mà từ bộ này, từ ngày đấy là thôi, bận làm ăn nhá. Từ ngày đấy nó bận kiếm tiền. Đấy, xong là mình
nó không dùng được đâu, bây giờ nó không dùng được nữa. Có nghĩa chú là người rất là đam mê âm nhạc nhưng mà công việc nó cuốn vào, thậm ra là cũng một thời gian là cũng không không với. Năm 2001 ấy mà chú đã mua bộ loa đài. Mua bộ đấy ở đây không có. Mà thời ngày xưa cái đồ này đắt lắm, nó không rẻ như bây giờ đâu. Cái này chính xác là bao cân? Con này cái bản trước của bọn cháu ấy, tấm gỗ của nó ấy, cái tấm gỗ của nó mỏng hơn ấy, thì nó là 86 cân. Còn như sau này là nhàn sắt là người ta làm dày thêm ấy, thì giờ của nó là 92 cân. Chính xác là 92 cân. Vâng, ngày xưa là 86, bây giờ là 92. Cái gỗ này của nó là gỗ ván ép chứ không phải là gỗ mùn, cho nên là cái này cực kỳ chắc, với thứ hai là nó nước vào thoải mái. Thế là giao đủ cho anh em rồi nhá. Dạ vâng ạ. Vừa tiền mặt vừa tài khoản giao đủ rồi nhá. Cháu cũng giao cho cô chú là cái loa nó cũng là hoàn toàn giống trên video nhá. Chú nhận đúng trên video nhá. Bật lên nó kêu ầm ầm rồi đấy nhá. Đến lúc chú chắc kìa, mình cũng phải chơi bài chắc chắn chứ. Chưa, tí nữa ra cái phải để cô chú với lại anh test lại. Bởi vì là lúc nãy hát trong này chưa thì biết được. Đấy. Ra phải test lại, đúng rồi. Vẫn còn thời gian đòi lại tiền. Đúng rồi, thoải mái. Người vẫn chắc luôn. Loa vẫn ở đây, người vẫn chưa ra ở đây. Tí phải ra test lại. Vẫn còn cơ hội đòi lại tiền. Bắt tay với chú cái. Chú cho mình uống nhau một cái nữa. Đây, cơ hội còn thì chú cho mình vẫn còn. Đêm nay nghe tiếng mưa làm con đứng lờ. Tôi thân con thờ, nó đói biết nhờ ai. Giáp xuống biên quỳ, một cơn gió hút khơi triển